Xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với Mark Channel xong số Q&A, lần này là số 25. Và như thường lệ, nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Hùng Đoan. X8 hay là Note 8 chu trình đều ưng ạ? Trong đa số các điều kiện thì hai sản phẩm này đều là tương đương nhau. Tuy nhiên nếu các bạn cần cái chụp ảnh xóa phông tốt hơn ấy, thì Galaxy Note 8 sẽ đẳng cấp hơn. Và nếu mà các bạn không quá chuyên về cái đấy thì mình nghĩ rằng S8 cũng là sự lựa chọn rất tốt. Đặc biệt là mức giá của nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Câu hỏi của bạn Du Nông Hoàng. Anh cho em hỏi là tầm giá 3 triệu thì nên mua Mobile S1 hay là Redmi Note 5A ạ? Redmi Note 5A thì không đến mức giá đấy, và WS1 thì mình thấy là mức giá của nó cũng rất là hợp lý. Tuy nhiên với tầm giá 3 triệu thì mình sẽ khuyên bạn mua chiếc Redmi Note 4X, tại vì cấu hình của nó cao hơn, cũng như là chúng ta sẽ có màn hình là 5,5 inch và mọi thứ nó tuyệt vời. Sự hỗ trợ của nó cũng lâu dài nên là các bạn nên lựa chọn chiếc Redmi Note 4X. Câu hỏi của bạn mình tao cân hết. Anh ơi cho em hỏi là nên mua iPhone 5S hay là Oppo F1S hay là Samsung Z7? Em dùng để chơi liên quân ạ. Chơi liên quân thì trong ba sản phẩm này thì iPhone 5S sẽ là sản phẩm có hiệu năng tốt nhất. Tuy nhiên thì do màn hình của iPhone 5S khá là nhỏ nên chúng ta sẽ khó có thể chơi liên quân. Trong khi chiếc Oppo F1S sẽ sử dụng con chip đến từ MediaTek, nó sẽ không tương thích game tốt bằng con chip đến từ Snapdragon. Và chiếc Z7 sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 617. Và mình nghĩ rằng chiếc Z7 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất để các bạn có thể là tối ưu giữa màn hình cũng như là hiệu năng cũng như là pin. Và mình sẽ chọn chiếc Z7. Câu hỏi của bạn Hiếu Thường. Giờ anh muốn mua máy khoảng 5-7 triệu cho con, chơi game thì điện thoại gì ngon vậy? Nếu mà để chơi game thì em khuyên anh sẽ lựa chọn những chiếc iPhone. Và trong tầm giá từ 5-7 triệu thì anh có thể lựa chọn chiếc iPhone 6S hoặc là 6S Plus. Còn nếu mà con thích chiếc máy Android thì có thể lựa chọn chiếc S7 hoặc là Galaxy Note 5, rất là tốt. Câu hỏi của bạn không biết tên. Anh cho em hỏi là nếu mua Oppo F5 hay là Samsung Galaxy A9 Pro vậy? Mình sẽ thiên về chiếc A9 Pro tại vì nó sử dụng con chip đến từ Snapdragon, cũng như là nó sẽ có thời lượng pin rất là khủng khiếp. Và đồng thời thì chúng ta sẽ có màn hình lớn để chúng ta có thể trải nghiệm một cách rất là tuyệt vời. Và hơn nữa thì mình thích Samsung hơn, mình sẽ lựa chọn Galaxy A9 Pro. Câu hỏi của bạn Long Nguyễn. Em mới mua Redmi 5 Plus, người đó nói là 15 ngày sau mới chỉnh được tiếng Việt phải không anh? Và nếu như đem ra thế giới di động kêu upgrade tiếng Việt thì có làm sao không ạ? Hoàn toàn đúng nhá. Với chiếc Redmi 5 và Redmi 5 Plus thì Xiaomi đã nâng cái thời gian unlock bootloader lên là 15 ngày. Nên là các bạn bắt buộc phải đợi sau 15 ngày thì mới có thể là unlock bootloader, sau đó thì cài một cái bản ROM tiếng Việt được. Còn câu hỏi về thứ hai là bạn mang ra thế giới di động thì họ sẽ không hỗ trợ bạn, tại vì họ chỉ hỗ trợ hàng chính hãng thôi, trong khi mình đang mua chiếc máy xách tay. Đọc gì kia không? Đấy. Câu hỏi của bạn Rip Technology. Câu hỏi của bạn khá là dài. Em đang trong tình trạng hết sức éo le. Đó là em từng mua một con Galaxy S6 vàng Mỹ với giá 4,2 triệu. Mấy đứa bạn em hỏi thì em chém lên tận 6,5 triệu. Thằng bạn em thấy con máy đẹp mỏng quá nên trả giá cho con máy là gần 6 triệu. Em đã giới thiệu cho nó lên các hệ thống cửa hàng sách tay uy tín để nó mua được giá tốt. Và máy thì như nhau thôi, đều là sách tay Mỹ cả và mức giá bạn đấy giả. Mà chả có thể mua Galaxy S7 hoặc Note 5. Không biết em có nên bán cho nó không, và nếu bán thì em có thể mua hẳn Galaxy S7 hay Note 5 sách tay rồi, nhưng nghĩ là ảnh này quá không biết xử lý sao. Tư vấn ạ. Cái này thì hoàn toàn hợp lý đúng không? Nếu mà là em mua một chiếc máy S6 giá 4,2 triệu, sau đó bạn về bạn trả 6 triệu, em có bán không? Em thấy như nào? Nhưng mà tuy nhiên là lời như thế thì bán thôi, nhưng mà bạn bè có thể anh nói như anh ấy không khó đấy. Em sẽ tùy xem là bạn gì, bạn như nào. Nếu bạn không thân lắm ấy, bè nếu là bè được 6 triệu đúng không? Mua luôn con S7 hoặc là Note 5 đều rất là ngon. Và mình sẽ thiên về dòng Note hơn là dòng S, tại vì nó có bút S Pen thôi. Chốt lại câu trả lời đó chính là nên bán và mua Note 5. Câu hỏi của bạn Alon Go. Cho em hỏi là tầm 7 triệu thì em nên mua máy gì chơi game, chụp ảnh và xem phim ạ? 7 triệu à? Những cái nhu cầu này khá là cơ bản thì bạn có thể lựa chọn chiếc iPhone 6S Plus hoặc là chiếc Galaxy S7S là cực kỳ thơm.
cực kỳ ngon. Câu hỏi của bạn Bách Nguyễn Xuân, anh ơi Sony Xperia Z3, Samsung G530, Oppo Neo 5 thì mua con nào để chơi liên quân tốt và xem YouTube? Ba sản phẩm này thì mình sẽ đặc biệt thiên về chiếc Z3, tại vì đây là một chiếc flagship cũ và nó sở hữu con chip là Snapdragon 801. Nó có hiệu năng hoàn toàn áp đảo so với hai chiếc máy còn lại các bạn đang cần so sánh. Và về khả năng giải trí thì Sony cũng đi đầu hơn so với hai sản phẩm kia. Chính vì vậy thì Z3 là lựa chọn cuối cùng của mình. Câu hỏi của bạn Trường Crossfire Blackton, Xiaomi Redmi 5 Plus và iPhone SE quốc tế, em cần hiệu năng và dùng lâu dài, camera không quan tâm đến pin và màn hình. Không quan tâm. Trời ơi, thế thì chính là cái ý kiến của bạn là ra chiếc iPhone 5S, iPhone SE rồi còn gì. Có hai cái điều mà người dùng ngại nhất khi mua iPhone SE đó chính là pin và màn hình, đúng không? Thì bạn không ngại vấn đề đấy rồi thì mua luôn chiếc iPhone SE đi. Câu hỏi của bạn Minh Thiêu, anh ơi bây giờ tầm 7 triệu có nên mua Z7 Pro hay là mua S7X? Anh tư vấn giúp em. Mình sẽ thiên về chiếc S7X, tại vì sao theo em? Nó là dòng flagship rồi. Đúng, nó từng là flagship rồi. Thiết kế đẹp hơn. Đúng rồi, và với cả Z7 Pro nó chỉ là một chiếc điện thoại giá tầm trung thôi. Đúng, chip nó sẽ không bằng con S7 rồi. Đó, đấy là chuyên gia. Chuyên gia. Câu hỏi cuối cùng của bạn Thắng Nguyễn Trần, hai anh cho em hỏi là Snapdragon 625 với 810 thì chip nào mạnh hơn ạ? Cụ thể là Xiaomi Redmi Note 4X với Sony Z5 thì tổng thể thì con nào hơn ạ? Tổng thể về phần hiệu năng thì Z5 vẫn lợi thế hơn, tại vì đây là con chip flagship nên là nó sẽ có xung nhịp cũng như là cái GPU của nó tốt hơn. Tuy nhiên thì cùng với đó thì cái nhiệt lượng của chiếc Z5 thì nó sẽ có phần nhỉnh hơn một chút so với cái con chip Snapdragon 625. Và thực tế thì Thế Anh cũng đã có video so sánh trực tiếp cho các bạn rồi, các bạn có thể xem lại ở trên Mark Channel. Vậy là bây giờ thì chúng ta đã cùng nhau trả lời hết những câu hỏi trong số Q&A lần này. Và như thường lệ thì các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số Q&A tiếp theo. Bye bye! Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá! Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé!